Yo, what's up everybody? Dân và các bạn, tôi đúng vậy, tôi đang có mặt tại Mỹ. Nhưng mà tôi chỉ có mặt tại Mỹ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thì tại sao lại như vậy? Thì đáng lẽ tôi có mặt ở Mỹ là 48 tiếng lận, nhưng mà 24 tiếng kia thì tôi bận rất là nhiều công việc nên chỉ có 24 tiếng để có mặt quay lót cho các bạn coi thôi. Thì sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra là tôi về Mỹ trong thời gian ngắn ngủi để làm gì? Thứ nhất là tôi về đây để thăm gia đình, thứ hai là để làm một số công việc liên quan tới bản thân mình. Và tôi không hứa là tôi sẽ quay hết tất cả những gì mà các bạn mong muốn trong thời gian ngắn ngủi trở về Mỹ, nhưng mà tôi sẽ cố gắng các bạn không, là quay những thứ, những gì xảy ra trong cuộc sống của tôi trong vòng 24 tiếng. Và đặc biệt vlog này sẽ xuất hiện, và chắc chắn sẽ xuất hiện sự góp mặt của anh Khai và Dr. Kim, Liquidus và Andy Vũ sẽ trở lại cho các bạn. Và hãy bắt đầu năm 2019 bằng cái nơi bạn bắt đầu. Let's go, và cảm ơn tất cả những sự support, ủng hộ các bạn trong suốt thời gian qua tại channel của tôi. Let's get it. Let's take a walk to the hood. I'm a motherfucking hood star. Yeah. Buổi sáng đi bộ chút xíu cho nó khỏe. Xào xào vậy thôi chứ bên Mỹ dậy nghịch giờ không ngủ được, mới dậy sớm vậy thôi chứ Việt Nam chưa trời chưa chật mới dậy lần. Thôi giờ đi ăn sáng nha. So, yo, what's up? Đã lâu không gặp rồi các bạn, nhưng mà bây giờ bữa nay không có đi xe này. Đi xe khác. Và đây là một trong những tiệm phở ngon nhất tại thành phố. Phở Holic. Shout out to Toàn nha. Mình không có sợ các bạn đâu, đó là một trong những tiệm phở mà ngon nhất tại thành phố Westminster. Thì các bạn nào mà có đi ngang chỗ này thì cứ ghé ăn, thì mình đảm bảo các bạn là ngon hơn phở Việt Nam luôn. Eddie Vũ nói vậy. Và bây giờ chúng ta đã trở lại thiên đường mua sắm cũ, the block rồi các bạn. Đã 4 tháng rồi, 4-5 tháng là tôi mới qua lại chỗ này. Và shout out to the chiếc xe đây đây, chiếc xe S13. Shout out to all the S13 homies. Keep tripping. Ok, và bây giờ sẽ là đi vô tiệm dài trước để coi bất cứ tiệm gì hôm nay cũng có thể đi vô. Nhưng mà hôm nay tôi có một cái challenge là đi mua đồ cho phụ nữ. Thì lá hồi tôi phải vô một cái tiệm đồ lót để mua đồ, tôi cũng không biết sao tôi làm được nữa. Thôi giờ đi tiệm dài trước đi, coi cái gì vui không. It's been a long time. Các bạn hôm nay có chú ý gì không? Hôm nay chúng ta đang quay phim bằng một cái máy điện thoại hoàn toàn mới. Và cái máy này còn tốt hơn cái máy cũ nữa. Thì lúc trước, mấy tháng trước thì nó không có những cái mà chữ strike bị social ít, với lại mấy tấm hình mà hình người trên và giống vậy. Bây giờ chắc nó mới sơn lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vô tiệm Nike, Nike Jax, Jax Overdrive Any Day. Thì hôm nay đi sớm quá thì tôi không biết là mấy giờ nó mở cửa, nó hình như 9 giờ nó mở cửa. Đây chúng ta có the one and only Air Force One Mid. Đúng chẳng què luôn, hôm nay tôi là người đầu tiên xuất hiện luôn. Ồ, không, ông này, actually ông này là người đầu tiên. Bên trong nó mở cửa rồi các bạn. Và là một trong những khách đầu tiên thì tôi hy vọng sẽ kiếm được một trong những cái đôi giày tốt. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party. We show up in the party. Show up in the party.
Trong Nike cũng chẳng có gì mới hết. Và đây là cái món mà duy nhất mình mua được ở trong Nike Outlet. Thì ở đây nó đề là giá retail là success là 55 đô. Còn giá bình thường là 29 đô. Nhưng thật sự mình mua không biết sao tính tiền chỉ có 20 đô thôi. 20 đô cho một cái Jordan, cho một cái cặp Jordan quá đẹp với các bạn. Và cái điểm mất cười ở đây là các bạn biết gì không? Không phải cái này, là cái này nè. Mặc dù mình vô tiệm Nike mình mua đồ của Nike, nhưng mà người ta cứ hỏi cái đôi giày này, ủa sao làm sao cái đôi giày rồng này, con rồng này mày có sớm như vậy, 2-3 ngày nữa mới ra mà. Cái mình nói là ok, tao mua tại Việt Nam, đây là hàng leak, hàng cửa sau. Thì các bạn nào mà chưa có đôi này thì 2-3 ngày nữa thì không biết cái blog up lên thì thật sự nó đã ra rồi, thì các bạn nhớ mua đôi này nha, mang rất là êm và rất là đẹp, và bên Mỹ người ta rất là thích đôi này. Ok, giờ bây giờ các bạn chuẩn bị chưa, tụi mình sẽ đi vô tiệm ba sọc Adidas. Adidas. I was wrong, but I made it right. You came begging day and night. I don't wanna hit the bottom. Don't go out of your state of mind. I've been counting 1 to 10. I'll be back when you be down. With my music together again. Yeah, I see you go down. Yeah, I see you go down. Yeah, I feel you go down. And I know you keep asking me. Flames and fire. I know you are done with me. It's just fired. Adidas mùa này cũng giống như Nike, chẳng có gì mà thú vị. Ít nhất là đối với mình, không biết các bạn như thế nào, chứ mình không có kiếm được những cái đôi nào mà mình muốn. Nhưng mà mình cũng mua được một số, một đôi và một đôi dân quanh và một cái cặp. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi. Thì đây là cái cặp Adidas có với giá là 45 đô. Mình không biết cái cặp này nó có cái gì lợi hại, nhưng mà mình thấy cái chữ là Lifetime Warranty, có nghĩa là bảo hành vĩnh viễn. Mình không biết bảo hành ở đây là bảo hành cái gì nữa, nhưng mà mình thấy cái này là ok. 45 đô bảo hành vĩnh viễn mua luôn. Nhìn cũng bình thường, tại mình có mấy cái cặp mà nhìn giống như trẻ trung quá. Bây giờ mình thêm cặp này nhìn cho nó tương đối đứng tuổi chút xíu. Ok. Giờ đằng sau. Còn cái đôi này được gọi là Falcon W. Lúc đầu mình cầm cái đôi này lên, mình cứ tưởng là dân quanh không các bạn. Thì lúc đầu mình đi kiếm mua dân quanh thiệt luôn. Nhưng mà mình mua cái đôi này cho người yêu của mình. Thì khi mà mình chụp hình mình đưa cô ấy coi, cô ấy nói, ủa cái này đâu phải dân quanh đâu, cái này là Falcon W mà. Thì thật sự mình không biết luôn. Tại lúc đầu là những ngày trước mình có đi coi cái đôi dân quanh này, nó rất là giống cái đôi này thưa các bạn. Thì mình cứ tưởng đây là coi dân quanh không, mà thực sự đây là không phải. Nhưng mà cái đôi này cũng ok, có giá là 110 đô, thoải mái nữa là chút xíu nữa. Đây. Một đôi giày rất là dành cho nữ, một đôi giày đá shoe. Không phải đá shoe, đôi giày cho nữ phải gọi là mom shoe.
Ok, đó là những gì mình cóp được ở Adidas. Vâng, và thưa các bạn, và đây là một trong những cái challenge mà khó khăn nhất trong cái blog kỳ này, cũng là hồi đó đến giờ luôn. Thì mình có nhận lời để mua đồ lót giùm bạn gái của mình, và đây là mình đang có mặt ở trước tiệm Victoria's Secret. Thì mình bây giờ mình đang ở trong cái khu section của Pink, có nghĩa là cái khu mà đồ lót underwear của phụ nữ các bạn. Thì thật sự là bạn gái mình nhờ mình mua một bộ đồ lót, nhưng mà thật sự mình không biết trong đây là những loại nào, mình chỉ biết cái size của bạn gái mình thôi. Thì mình đi vòng vòng, mình cũng bó tay luôn rồi. Cuối cùng mình phải nhờ đến một người giúp việc ở chỗ này để kiếm cho mình cái bộ đồ mà bạn gái mình muốn. Thì cảm giác của mình vô đây mình cũng không biết nói ra sao nữa. Cảm giác là có một mình một thằng con trai mà đi vô tiệm này dòm tới dòm lui dòm đi kiếm mấy cái đồ lót này, thì có vẻ là hơi biến thái chút xíu, nhưng mà cũng chỉ vì thì cũng không biết nói gì luôn các bạn. Thì đây là những cái diễn biến mà mình đi kiếm đồ lót trong cái tiệm Victoria's Secret này. Và bây giờ là sau khi mình kiếm đồ lót thì mình sẽ cho các bạn coi xung quanh cái tiệm đồ lót của bên Mỹ dành cho phụ nữ đó nhìn như thế nào. Thì bên nước ngoài đó, người ta coi trọng phụ nữ lắm các bạn. Thì đương nhiên là ở trong vòng trong đây là tất cả những điều đồ lót phụ nữ đều là những đồ lót cao cấp và thiết kế rất là đẹp mắt, đẹp thiệt. Nhưng mà có một điều là mình cảm thấy là mình không có hợp với khu này. Vậy ok, và bây giờ là Victoria's Secret. Thật sự là mình không có thể nói luôn. Sau khi mà vô cái tiệm đó ra xong thì Anna, em ở coi clip này em cũng biết cái sự cực khổ của anh khi đi mua đồ lót như thế nào rồi. Kỳ sau đừng kêu anh mua nữa. Kinh hoàng quá. Morning. Morning, xin chào. Làm gì vậy? Hello. Khỏe không, khỏe không? Năm mấy rồi không gặp? Đi đâu vậy? Làm. Làm hả? Làm gì? Thôi. Hello, ai nhậu? Ai quay mày đâu? Đây là cái thùng áo nó mà mình mang qua Mỹ thì sẽ tiêu thụ trong vòng tuần này. Để điểm kế tiếp. Và bây giờ chúng tôi đang có mặt tại tiệm Bowling Point tại Grand Row. Đây Grand Row đúng không? Chuẩn bị đợi ăn lẩu. Lẩu hay lẩu Hàn Quốc hay Đài Loan? Đài Loan. Đài Loan. Đây là số 048 thì tình hình cái số này phải nửa tiếng nữa mới vô ăn được. Thì chỗ này lúc nào cũng đông hết đó. Ủa này là gì quên rồi? Bò hả? Ừ. Còn bên kia? Thái hả? Thái. Thì cái vị bệnh nó làm sao? Nó giống như thế nào? Nó chua chua, ăn thử không? Mẹ kia bà nói thì sao ăn tôi biết. Nó chua chua, cay cay. À. Đó giờ ăn bò không, chưa ăn Thái bây giờ nó cũng không hảo lắm nữa. Để kỳ sau có dịp ăn. Bánh có cay không? Cay. Thì ở đây có nó có mấy cái flavor là cay, không cay, mình ăn không cay. Bò ăn cay đâu ngon đâu. Lẩu Thái nên ăn cay. Nó nóng quá. Dưới đây là cái cục cồn đúng không? Chứ không phải là bếp ga đúng không? Cảm ơn Nhi tài trợ chương trình này. Bao nha. Ok. Trời ghê hả? Bén. Bên trong có cua giả. Hả? Bên trong có cua giả. Có bắp. Có bò. Có tàu hũ. Có cà. Có cải. Có chả cá. Đồ má quên lộn quay không có chĩa vô.
chả cá, cá viên chiên. Có 8 loại sauce luôn. Đây là tương. Này là gì đây? Không biết luôn. Còn này gì vậy Nhi? Chao hả? Vinegar sauce. Còn này là ớt hả? Ủa tụi mình ăn hay ăn loại nào ta này hả? Hello. Hey. Hey, peace. Xe ghê ta, giờ này mới ba mấy cái xe. Ba mấy khúc nãy không? Khúc nãy à? Giờ đi qua Hồng Kông sang quốc. Không biết nó có trong tiệm không ta? Chắc có kìa, thấy xe nè. Hồng Kông. Okay. Lại. Hey! Chó nỉ mẹ mày á. Chết mẹ mày, mày diss tao hả? Mẹ mày. Sao giờ bỏ hả? Hả? Bỏ vợ hả? Sao? Bây giờ bỏ hay vô bỏ vợ? Tôi hát cục cặc trên Facebook lồn què. Sao? Vì tôi xin không muốn trả lời về vấn đề này được không? Trời đủ má như người lớn, như đủ má trong phim vậy. Ok, đậu xe van. Ủa đi đâu hả? Lấy đồ cái. Ok, lên lên kia đậu xíu van, đậu giữa đường ai chạy mẹ. Ok, sorry. Đường mua hả? Đi xăng đầu đầy hơi, văng lái tại, thôi. Tại sao mày diss tao? Tại sao hả? Ừ, mẹ mày. Mày tưởng tao không có blog đó hả? Tao diss tao luôn mà. Ủa vậy? Ừ. Mày đi chung với tao đúng không? Tao tính tặng mày quả pháo đại đó, tao còn pháo đại trong xe tao á. Hôm bữa tao tha cho mày, nhưng mà trước khi về Việt Nam tao sẽ cho mày một quả pháo đại vô nhà mày. Gì vậy? Thảo á. Chi vậy? Mày ngậm miệng rồi đi. How you doing? Doing good, doing good. Doing good. Doing good. Everything good? Doing perfect. Yeah. Có tiền nhiều không? Hả? Có tiền nhiều không? Đợi anh nào mày giàu thì mày cho tao thì nhiều. Đụng mẹ, có tiền nhiều mua áo ủng hộ. Nói gì nữa. Còn như nào khổ quá thì bán thiếu rồi. Đéo cho, đéo cho được. Mày cho thì lấy với bán, đéo mua rồi. Dạ, lồn. Áo thì cũng được, đẹp á. Hôm qua giờ bán 20 cái rồi đó. Ghê vậy. Áo oxy nè. Hồng mì lại bức cấp nhiều quá. Người ta mua tình thương đó ba. Đúng rồi, tình thương bán thương mà. Mua một cái, bú một cái đồ. Ô Nguyên tối mới về đúng không? Tối 7 giờ mới về luôn. Ừ. Má ngày mai tao với ông Nguyên đi ra tòa nè. Làm gì? Hầu tòa. Ờ, ừ, con mẹ nó. Má... mai ca ký đầu mẹ. Đụng tao còn thưa tao nữa. Mày qua đây vì lý do đó thôi à. Chính xác. Chứ tao mày biết tao công việc tao bận cái nào à. Má, tao tưởng mày qua đây mày muốn đi với tao chứ. Đi đâu đi cướp mà. Đụng. Đụng má giờ buổi chưa có cướp ơi. Bên chạy xe tao mày cướp đủ đẹp luôn á má, ở tù bắt ba đứa lên báo vui. Lên cho đẹp nữa. À, mượn ơi. Ngồi chơi đi, ngồi chơi đi, ngồi chơi. Thôi, lát rồi vô phòng quay rồi mình quay. Không quay. À, nói cái ơi vui mà, lấy ra vui cái gì? À? Vui ok rồi. 1 2 3 cái này là gì? Cái này là không phải thuốc lá các bạn, cái này là pure tobacco. Là giống như thuốc mà thuốc lào bỏ vô cái ống á xong rồi bật lên. Nhưng mà cái này rẻ tiền hơn. Khỏi rồi. Cần ống. Rồi biểu diễn cái ơi. Ok. Xài mày. Gì? Thử cái lồn quá luôn. Hả? Nó giống như thuốc lá bình thường thôi à. Mà tại mình không hút thuốc không. Như là lâu lâu ra tâm trạng ngồi chơi tí xíu thôi. Sợ lồn nó có gì vui quá. Được quá, những cái excuse cho những cái bộ mà thuốc lá rẻ tiền. Đéo có tiền mua một gói 7 đồng. Ủa này mặc lắm à. Này nhiêu? Một đồng cây á. Ai đâu mày, đúng rồi. Các bạn thấy phong cách người làm ăn không? Lịch sự cái nào phải quất quần cục đó, đéo gì thay đổi đó. Bao nhiêu năm nữa quá.
Đây là hồi qua. Được rồi, được rồi. Cái mẹ, vui thôi. Mày nói tao làm vậy vui thôi mà, chả mày là mày. Chả cái lồ. Của mày á, đúng tao, mày tao có hút đâu, lồ nè, tao hút đâu, tao hút. Này, bê quá nhìn đã. Ủa cái này bò lóc lắc quá vậy. Vô rồi. On the block. I'm sorry, man. I haven't paid you yet. Yeah. You find yourself on YouTube someday. I'm pretty sure. He vlogs everything, you know? Yeah, when you take a shit. Yeah. Ốc này ốc gì không? Ốc giác đúng không? Yeah. Ốc giác bên Mỹ này các bạn. Mày order hả? Yeah. Số đồ đó. Đúng rồi. Ủa order thiệt hả? Wow. Oh wow. Nice. Cảm ơn nha. Sao? Hương vị quê hương mà. 80 thứ rồi ăn. Vậy. Ăn đi, sắp về nước rồi. Mày nói gì không? Không. Mày nói gì? Nói lúc mà nó có cầm vô á. Cầm vô cũng hơn. Chứ sao phê thấy mẹ. Đây là món cánh gà với nước mắm. Mình order. Này là ông này order. Bé là gì vậy? Mực hả? À? Má món dở nhất luôn. Dở mà ăn như điện vậy. Gì? Tại hút vô phê ăn á. Vô. Thưa các bạn, và bây giờ chúng tôi đã có mặt trước nhà của Liberdus. Dạ tôi. Cái gì? Liberdus. À ok. Liberdus. Scam của đó. Xong với chúng tôi. Đây là mấy cái xe Christmas điểu. À. Má nhìn xa tưởng cỏ trên xe đồ. Quá gắn dây điện. Ê nó hồi kêu ra mở. Ờ kêu ra mở rồi. Coi đó coi coi. Phải lồn thì. Rồi xe có tóc từ kim nè. Đồ má sao mấy tháng nằm viện. Má tối không thấy gì hết á. Rồi vô nhà vô nhà. Thôi vô nhà đi vô nhà đi. Vô bữa nào mình tính mấy cái xe này sao đúng không? À. Ok. Xe để qua một bên. Ok giờ vô nhà nè. Kêu kêu cửa nè. Quay tiếp. Đây, em thay nhớt hả? Ừ. Trời đủ. Nhiều cái gara vậy. Gara của Cường. Ừ, Cường. Bạn nào cần thay nhớt cứ liên lạc với anh Nguyên. Trời má mấy con này như người lớn vậy. Nè. Supreme. Đúng. Supreme. Ờ muốn có không khí Christmas cứ qua đi. Ừ, gõ cửa đi. Bấm chuông nè. Chó sủa rồi nè. Nó lâu vậy? Quá chắc đi ẻ hết rồi. Hình như cái chung này cũ rồi. Đó nghe tiếng gì đâu mày. Đập cửa đi. Quê. Hello. Cái cầu nói gì? Ok, welcome. Hello. Đồ mẹ mày đi tòa nè. Ủa, mày phải cây dung hả? Phải cây dung. Ê, what's up? Đó là Kim is back các bạn. Đó là Kim is back các bạn. Cây dung rồi. Quyên. Wake up, bitch. Ủa chưa? Ê. Rồi, cô khóa cửa bị bộ cắn. Quyên ẻ không ơi? Mở cửa cái không Quyên? Mở cửa ơi. Quay mặt cái coi. Mở cửa xíu ơi. Block cái ơi. Tắt đèn rồi. Thấy không bật đèn lên cho. Rồi. Bật đèn rồi. Bên trái á. Thưa các bạn, chúng ta đã có mặt trong ngôi nhà của Michael Jesus. Sau 4 tháng thì đây xuất hiện thành một cái nhà sưu tầm xe hả các bạn? Ồ nhìn gắt quá. Subaru có không? Nó 180 à. Đồ ngoài có Hot Wheels luôn à. Ê có S7 hả? Đồ có chiếc này nè. Wow, ngầu á. Ê có xe nào mày thích không? Còn chỉ thôi coi. Nhiều. Ô này gì vậy? Trời đợi FD. Còn có xe van mà cho nó không? Tao thích chiếc xe van nữa. Cậu má có đi dài luôn. Nè có xe tăng à. Bữa nào tao yêu cầu Hot Wheels làm cho mày chứ. Cái xe con chuột à.
Và đây. Đâu? Chúa. Đấng Chúa tối cao. Michael Jesus. Gì nữa kìa? Đâu? Đó, đó này Maverick kia nó lộn. Lộn rồi ông nội. NSX kìa. X7FD. Đè. Bro có cái lỗ này không? Nè, bên tôi có xe truck luôn. Đấy, tao cái nhà chứ, cái nhà truck. Đâu? Ba cái xe nào đâu? Rè rè không? Hiếm không? Cũng rè không. Ở này nguyên mua GTR nè. Hai chiếc. GTR mẫu à? GTR mẫu. Còn kia nó cho tao mấy chiếc custom. Đồ. Chiếc ờ đúng rồi cái này nè. Maverick. Chiếc này là Z nè, 240Z. Đờ. Được. Ông nhìn cái của tôi cho ông là ông xỉu luôn á. Yeah, đủ gì? Mấy cái bánh là bánh cao su thiệt luôn, có vỏ luôn á. Xích gì? Xích ở trong interior luôn. Cái này là Skyline RS cũ. Ừ. Để mai cầm rồi nha. Oh, good shit. Guy, welcome back thưa các bạn. Stick on fit 360. Black toe. Đúng rồi, xích rồi. Đúng rồi, xích rồi. No, đây là Dragon á. Rộng quá, xin ra nó. Xin ra. Đôi này nè, đôi này lúc mà mày đi là nó ra nè. Dạ yeah, cái đội này thì sau khi ra đội này thì nó giống chi gì nó xuống dốc luôn á. Ừ. Đúng không? Nó... Ừ. Tôi nói ai cũng mang được. Tôi nói ế quá mang quá Africa cho. Mà mang giày trắng qua bên châu Phi cho mấy nhóc. Ừ ăn à. Ừ. Nhìn khác luôn rồi, nhìn đéo ra đôi này luôn anh, UPP oh, luôn. Oh shit, đúng nó luôn á. Ừ. Nó mở ra đâu. Nó làm này hết ồ, mà. Ồ làm này sức không? Ừ. Sức. Má mang đã lắm. Sướng lắm. Cái đó là đê mở đầu đôi vàng nhìn lỗi giấy mà mắt chích mà đẹp mắt quay 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 kìa gì tôi hả không có gì không ê ông Nguyên rồi trong kia ngày mai nhớ nha ông Nguyên 8 giờ á. Ngày mai chúng ta đi hậu tòa hơn anh bạn. Ngày mai sẽ gặp lại. Giờ đi đâu à? Nó tao chạy ghé cái chim cái này rồi tao quay về. Okay. Mày nó ghé cái chim. Ghé cái chim bú. Bú thằng personal trainer cái. Ủa tối mai mày có rảnh không? Có. Đi chụp hình á, với tỷ đi. Nguyên đám mình luôn hả? Chụp xe hả? Ừ. Ok các bạn. Và cái vlog này sẽ kết thúc tại đây. Và ngày mai chúng mình sẽ gặp nhau ở tòa. Và sau đó là đi tí đỉ đi hồi ngộ anh em ơi nghe ôi phi tơ được không giờ bây giờ sẽ là live show không biết đâu xe đâu một bật đèn ơi trời ơi đủ mẹ ôi chạy qua đường giống vậy luôn hả à? Trời sao đứt hết mấy cái rồi tao mới mua xét đèn nữa thì sẽ gắn lên tiếp. Trời ơi đồ. Ngày mai. Đồ má này xe ông đệ hả? Ê, đi đâu đi chứ 8 giờ có mặt nha. Nếu có là đi ăn chuối luôn á. Luôn á, chuối không á. Cũng đẹp chứ bộ. Chất lắm à. Chất lắm mà. Tới đây lộn mụ à. Ủa tí đi đâu với anh công? Gì? Đi về ngủ đi đâu nội, nãy đi nãy giờ rồi. Ủa cái áo đâu? Áo đâu? Trong xe nè. Muốn mai đưa đi ha? Ừ, mai đưa đi, tao quay cho. Rồi, cái gì tao đưa tiền? Đồ má nó hỏi ép công mua luôn, đéo mua. Đồ má nó mua áo đi kêu tặng cái nón. Lộn mẹ nó hỏi tính tiền nó 3 món. Giờ chạy đi tập với mấy thằng con kia của bạn. Ừ, tập đi. Thằng chủ. Ok, tập đi, thôi mai gặp ha. Ừ. Tập đi, mà ở tù. Đồ má làm lộn đó kìa. Đồ. Để điểm. Tiếp. Xin chào các bạn, chúng tôi bây giờ đã mới đi hầu tòa xong thì cái vụ án này là vụ án đụng xe của tôi hôm bữa. Nhưng mà sẽ kéo dài hơn 2 tháng nữa tại vì bên kia nó sầu lồn. Nó kêu là nó xe nó bị ăn cắp, không phải xe nó chạy, không phải tôi chạy nó bị ăn cắp xe thằng rồi. Thằng con ra nữa. Thằng con ra nữa, thằng già đụng với thằng con ra. Thì đó là kết ngắn câu chuyện thôi là sẽ kéo dài thêm 2 tháng nữa. Và trong 2 tháng nữa tôi sẽ có thể là sẽ quay lại Mỹ vlog tiếp cho các bạn coi. Con mẹ nó tốn thời gian của tôi. Ok. Bye bye. Giờ đi về. À, mình là người dân lương thiện mà đi hầu tòa nữa. Con mẹ mấy con mới lồn đi. Dạ chúng tôi đã trở lại. Fuck the church. Đúng rồi, dạ đi chơi tiếp. Đúng rồi. Mặc đồ đàng hoàng, giờ thì hip hop thôi. Merry Christmas, motherfucker. Yo. Giờ
có một câu chuyện rất là vui các bạn. Thì các bạn còn nhớ cái anh chàng mà trong cái vlog mà đi chơi bị gậy bỏ không? Đó là ông đi chơi bị vợ bỏ giống ngoài đường không? Thì cho đến tận 4 tháng sau thì bây giờ như thế nào? Bị vợ bỏ luôn rồi. Vẫn tiếp tục bị vợ bỏ các bạn, vẫn chưa cái gì thay đổi hết. Bỏ thiệt luôn rồi. Đó là cái anh chàng mà trước cái vlog này các bạn, cái anh chàng mà công á, cái thằng mà hồi nãy mình đi qua shop á. Con công cưng á. Đúng rồi, thì các bạn có coi vlog này xong thì cứ comment cho chia buồn cùng anh công nha. Đâu mà với lại chia buồn cùng anh công với lại nó địt mẹ luật sư luôn. Mẹ. Mệt rồi, tốn thời gian tốn tiền quá. Qua đây tưởng gì đi mò. Mua mấy đôi dài về. Má ghét giống người. Shipper hả? Giống mấy nhà giàu á. Đâu mới tốn tiền vé máy bay đi qua đây mua dài. Ừ, tốt bao triệu mua được vàng 100 đô. Quá quẩn luôn. Giỏi thiệt. Chúi được chứ. Ừ. Ủa rồi bữa thấy cái vlog mình có mua được đôi Shadow không? Shadow nào ta? Cái shop gì đó. Cái shop retro. Retro mua Shadow hả? Shop của thằng nhóc cắt tóc á. Tôi đâu mua đâu. Trời ơi, tôi biết rồi, tôi mua dài là tôi mua retail tôi mới mua. Còn resell là tôi cheap ass lắm. không phải cheap ass mà tại vì mình chơi dài mình muốn mua được cái giá gốc của nó ngon đúng không? Đúng rồi. Chứ resell muốn mua đời nào cũng được. Dạ. Retro gì Oriento, Bubble Tho gì cũng được. Thì đó. Ok. Thì nói chung là mình chơi dài mình thích là mua giá gốc hơn. Mua sưu tầm mà mình cũng đâu có nhu cầu đâu, mình mấy chục đôi dài rồi. Không có tiền thì khỏi mua. Đúng rồi. Đừng mua dài. Trong thay cái này hiểu gì vậy ta? Sexism. Sexion. Excessive temptation. Cái tên lồn đọc khó. Trời 44 đồng. Thôi mắc quá. Travis Scott với commercial. Bà này mang hit nè. Ê bếp. Bữa vô gáp á, Dr. Kim mặc nhớ không, cái áo sơ mi á. Y chang babe mà. Ủa cái phone kia hết quay vlog rồi. Cái dấu phone mới, quay phone mới rồi. Rồi Nguyên. Lại biểu diễn đi. Hàn Quốc hả? Hàn Quốc rồi. Này nhiều à? Mua về mốt đi sticker fest cho 30 đô mẹ mắc cái quỷ. Gan chậm lo của phường á. Nè, có steel không? Có gì steel không? Mấy cái trong đây thường thường mấy đôi bình thường không á? À? Chán rồi. Mấy đôi basic không à? Đá xu nè, cái này kìa. Bao nhiêu? 65 đô la. Thôi vô Ross mua. Hôm nay chúng ta try out cái Genki Sushi. này chỗ mới hả? Nó cũng giống như cu lạ. Con cạnh à. Vô chơi kêu đi. Rồi. So you just go to the drink category. Perfect. Drink and đá lạnh đi. Do you have a normal coke in here? Tối mà sợ. Okay. One water. Okay. And then what you said through was the green button. Where? This one? Oh, fresh. Yeah. And you push place order and I'll confirm it and send it through for you. Okay. Now it's the food, right? So you just tap on the screen again and it goes back to the menu page. So you just put in whatever you want. Okay. Yeah. Mà xin này cái đâu cái gì ta? Quỷ nói gì mệt thiệt á. Nè đâu mà Nguyên? Nó có nhiều loại quá. Sashimi hả? Đây là sashimi nè. Ồ, cái nào đâu? Cái ba cái ở này đúng không? Rainbow đúng không? Rainbow đúng rồi. Một cái rainbow. Lấy đi. Một cái rainbow. Cái chơi được. Mới ăn câu phở. Một cái gì đây? Salmon. Một cái sau mình. Giờ bây giờ ra cái này là gì đây? Genki roll. Ủa cái roll đã nào ra đây nè. Genki roll. Regular. Soy pepper là gì vậy? Không biết luôn. Regular đi.
Ok, ba cái press này đúng không? Ừ. Ok. Xong rồi hả? Mà thiệt cái con mẹ nó Supreme. Lấy ra đây đó, sau khi order thì nó chạy một cái đường băng chuyền. Ra đây. Đây. Woo. Burger nó sao biết? Má cái đôi nẻ, cái đôi OG nẻ kìa. Ờ, đẹp. Phá mẹ. Đây này là cái đôi chi tiền đã kìm vào lát lần đó. Vô, và bây giờ là cái shop bán đồ chơi thôi các bạn. Anime mà cũng có vua đậm đến vậy. Đồ. Mà, con rồng này tôi có. Mấy con này trắng mắt à. Trời, nguyên cái núi luôn cơ vậy. Trời, cái shop này nãy kìa thôi. Carrot bị buôn ma nhập. Bị ma bị buôn ma. Đồ má. Ultra luôn kìa. Ultra Instinct luôn. Ủa, còn cái này là cái gì vậy, rối gì? Đây này là của One Piece. Naruto. One Piece. Trời, sao anh bự vậy? Này rồi. Đù, bao nhiêu à? Bao nhiêu cái này? Bao nhiêu? Trời, 89 đô. Chạy luôn. Không, mà đây chỗ này nó bán đồ xịn á. Đẹp quá ha. Ủa, cái này Dragon Ball Super luôn nè. Cái này mới luôn hả? Trời. Đẹp vậy. Còn nữa, còn nhỏ mấy con nhỏ. Cũng bàn tay của Thanos. Ôi, Fabo, Fabo quá này nè. Chết gì? Chết gì? Ủa, bên đây Disneyland. Ủa, cái máy chọt dài nè. Ủa, cái đôi này ở giữa là đôi gì không Nguyên? Đôi này là MX97 á. Của cái hàng gì collab á, tao quên tên rồi. Mắc không? Là tao không đi, cũng mắc á. Đôi kia kèm MC nữa. Rồi, chi gì Ngọc Trinh. Nơi chi gì này là cái gì quên rồi, Blue Tin đúng rồi. Blue Tin. Ủa, đôi kia có hình con rắn kèm thêm trăm đô nữa. Đôi đó SB á. Này các bạn cứ bỏ ngàn đô thì chúng được đôi, ôi chiếc gem một chiếc thôi. Máy này máy dụ mà. Máy lừa đảo á, chúng xiết. Trialet 1 đồng. Hay có 1 đồng muốn thử thì dụ một cái. Không có. Còn nó đâu có quốc đâu. Không quốc à? Dạ. Ok. Mất điện rồi. Thôi đi. 1, 2, 3. Cái gì đây? Đù. Đù. Cái này là cái gì đây? Nhìn cái mũi giống đôi phi gem anh. Này giống đôi Goku nè, GX500 nè. Mà không biết phải không? Đế bút. Nó để tên đấy. Này đế bút hả? Này chắc mắc à. Ok, anh em nào biết cái đôi này tên gì nói mình nha. Còn mình có nên mua không? Chủ nhìn so hot luôn. 130 hả? Ừ. Cũng được. Ừ. Trời, đã hả? Đẹp không? Hot dở lắm. Đưa cái này 3M Lumina. 3M luôn á, là lệ. Chiếu đèn nhớ sáng lên á. Đồ, má đẹp quá ta. Hỏi coi có sai không? Các bạn thấy cái áo này sao? Đúng. 3D luôn anh. Nó hình chất lượng luôn á anh. Mua cái áo này. Đuổi. Zino. Zino. Với lại mấy cái poster nè. Nghe không? Mua về mình dán phòng mình nè. Được. Tấm này đẹp nhất đủ bộ luôn. Đó. Ồ, phi da. Còn đây là đại gia đình. Này của ông Nguyên. Đại gia đình luôn rồi. Đại gia đình luôn. Ác thì. Ok. Cắt. Rồi. Chín. Chín đồng. Ê. Naruto. Thù. 69 đồng. Nguyên cái hộp luôn. Không, cái là con bự bự nãy á. 39 đồng à. Này nhiêu đó? 60. 60.
Trời. Lô rì kìa. Bự vậy hả? Super Saiyan 4 hả? Mà bự. Ồ là phim kia này ra là có nó nữa hả? Là về nó không? Ừ, giờ này nè. Đó là như kìa. Má sao cái này mắc dữ vậy ta? Đù qua trên trăm luôn kìa. Kenneth Vegeta Goku. Má mắc ghê. Giờ giờ mới có dịp quay cái xe này buổi sáng cho các bạn coi nè. Lấy giấy gửi quà quấn cái hết luôn. Ông má, một đống đèn như là một cái thảm cỏ trên cái nóc xe vậy đó. Đây. Thì dây điện nó sẽ nằm dưới đây. Xong nó đi vô đây. Và cái ổ cắm nó nằm bên đây. Các bạn thấy không? Tình hình đi qua shop của một bạn chơi mà nó không có ở đây, đi đâu nó tiêu rồi. Đây là cái khu sửa xe. Thì khu này làm mấy cái xe độ nhiều lắm. Thôi bây giờ đi, tụi mình chuẩn bị đi một cái mò khác. Đi sau khó nữa. Ok. Mày đứng đây ra chụp cho mày tấm này áo của mình. Đâu? Muốn chụp ngay đi vô tiệm của công rồi cô. Đấy không? Rồi lá hồi qua kia đi, đồ má xe hàng công nè. Đồ má mua về. Hộp số bấm hả mày? Bấm giờ hư hộp số nằm đóng luôn kìa. Nguyên cái máy hạ xuống luôn kìa. 10.000 đô thôi, sửa 10.000 hơi vui vẻ. Nằm đường với đất. Nằm đường với đất. Rồi đi. Wide body luôn á. Rồi M2 Wide luôn, kế bên là Del Sol Turbo. Quá cái đầu nó làm y chang chiếc tà hủ à. Nè, nó Mustang 5.0 à. Đó, 5.0. Ngoài đây có gì không biết, hẳn luôn. Hẳn luôn bữa trái. Rồi đi ra nè. Và bây giờ chúng ta đang có mặt tại South Coast, là cái destination cuối cùng của cái buổi vlog shopping ngày hôm nay, 24 tiếng tại Mỹ. Thì bây giờ tôi sẽ đi mua trang sức với lại đi qua tiệm Adidas coi cái ngày release của cái đôi động thần này tại Mỹ như thế nào. Bây giờ là gần lễ bên Mỹ rồi nên mấy chỗ shopping mall chỗ nào nó cũng đông quá đó. Nhất là cái chỗ này. Nhất là mấy cái chỗ mà shopping mall mà sang trọng giống như chỗ này. Còn bây giờ là thiên đường của Balenciaga. Sorry. Đó, cái đồ này, cái đồ này màu mới à? Chip West có nghĩa là Sài Gòn. Trời, cái màu này ngộ quá ta. Trời, cái này vậy. Ủa mấy cái chất liệu này nó là gì, nó bị móc móc lên ta. Nó làm vậy hả? Hoặc là đưa cho ông nào mang chạy vòng á. Mà cái này biết cái này best với tôi nhau. Là gì? Thằng nào cầm mà chơi tặc luôn là thắng liền. Này đụng mấy chọi đi luôn. Này chọi đầu cái xỉu luôn, đôi giày nặng 4kg. Đụng mà. Ủa này nó bán giá retail không? Chắc vậy á. Này bao nhiêu lận? Này là cái size luôn á. Này bao nhiêu? Đụng mà tôi thích đôi này nè. Cái đó này, nó giống Red 11 á. Ủa này bao nhiêu, sao không đầy giá hả? Đầy giá là do tiền Balenciaga. Nó giống một tầng á. Trời, đủ má này chứ. Mấy đôi dép mấy bà bán cá rồi trời. Dạ đi mưa. Dạ đi mưa. Đồ mày ẻn à? Đi biển rồi. What? Ok, I'm sorry. Ác. Má cặp đuôi đúng ác luôn á. Phô bồ ở đây mua hết luôn phô bồ. Cặp đẹp quá. Má mình nghĩ cái quần mình nó ghê rồi. Coi cái quần hằng trước mặt kìa. Quá gì. Mang ghê đồ này một luôn. Gì? Mang ghê đồ này một luôn kìa. Cho đành. Ủa, qua Mỹ khi nào vậy? Má quà. Đi kiếm nãy giờ.
cái mò này nhỏ xíu à, kiếm nãy giờ nửa tiếng mới thấy. Tiếp bên này già công ty. Đụng quá à, ấp hoài luôn rồi. Đây các bạn, tiếp bên này là khâu. Vô quánh cái dòng á. Màu này SB ha. Đâu, chiếc nhẫn nào bằng ngôi nhà đâu? 475 ngàn. Nửa triệu. Phải không? Hay 475 đồng mà. Đó, 475 ngàn. Đụng mất. Mày nghĩ sao 475 đồng? Kim cương vàng á nè. Sao vô đây thấy mệt quá vậy? Nói nửa triệu. Nửa triệu đô. Căn nhà trong tay. Này 11 ngàn. Đâu? 1.200. Hết được. Trời ơi, đâu muốn té luôn. Té nữa. Có mấy khúc. Có nhiều cái. Ở trong đây cũng có mấy cái rẻ lắm. Còn mình đang coi là coi cái section kim cương mà. Ồ, tại vì mày có nguyên cục kim cương mà. Tao nghĩ dây truyền thông thì rẻ hơn chút. Kiếm người yêu không khó các bạn, cứ mua cái cây cộng này về và mở trái tim của em ra. Mở được liền. 100 triệu thôi, vui vẻ. Mấy cái điện thoại này quay đẹp hơn cái điện thoại kia nó mọi ơi. Tình hình là cái like trong Tiffany & Co quá đông các bạn. Muốn lựa phải đợi một tiếng đồng hồ mới thấy mình. Đồng hồ Gucci. Con nít ở Mỹ là mang Gucci nha các bạn. 700 đô vui vẻ thôi. OS7 bà con ơi, OS7 kìa. Quá ghê. Thưa các bạn, đây là xe của Terran. Thì đã được rất lâu rồi mình mới gặp lại xe này. Và mình muốn anh ấy mở cái đèn của anh ấy cho tụi mình coi. Where? Show me. Where are the angel eyes? After I need to use an app to do it. Đây cái này mình phải xài cái program các bạn. Woo! Woo! Change it. And then change. Yeah. Damn. I could do like. It's gonna blind your eyes. How you do it by yourself? No, I have somebody. Open the thing for me. Open the lens for me. I could change like that different. Let me do a Christmas mode. Ooh, that looks nice. It's like partying or something. Like, it's like a Sogo, huh? Oh damn, red eye? Yeah. I could do Christmas. Oh, Gucci? Wow. Gucci? See, it's like Christmas. We need lights to this recording video. We need Rớt luôn, rớt luôn. Rồi mới coi slip ơi. Rồi xong đi xe kia. Để nhà phải đi mua cái fuel thay. Ủa dạ, bị hư hả? Ừ. Ok, đưa các bạn, giờ tới tôi Kim ủng hộ 5 cái áo và sẽ được tặng 2 cái nón. Ờ đúng rồi, đấy. Ê, cái xe nó chở cái thùng được không ta? Chắc được, muốn đem luôn rồi hả? Ok. Thank you. Thôi để là hồi chiều tôi chở qua cho. Ở chiều không ở nhà đúng không? Cũng được. Xíu, quá xì. Nếu mà mày ready thì tao lấy luôn cho nếu muốn. Thôi chưa ready. Chưa hả? Ừ. Ok. Lát hồi tôi chở qua cho. Liên lạc hả? Liên lạc thôi. Ok. Tại tao sợ tao không có nhà thôi. Với vậy đâu? Đi kệ. Ok, thôi lát chiều đi tính. Có gì liên lạc ơi. Ok. Rồi thank you. Ok, thôi. Sao? Rồi đây nữa. Mấy cái gì em? Trời đi xe đạp tới luôn hả? Trời ơi đủ quá. Đi đạp lại mua áo luôn. Ok, đợi anh xíu nha. Dạ. Vô và cảm ơn tất cả các bạn. Và đó là những gì mà tóm gọn cho vòng 24 tiếng của tôi tại Mỹ.
và trong năm 2018 này. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã thực sự đã ủng hộ tôi và đã mua áo nón ủng hộ tôi. Thực sự là một quãng đường rất là dài và tôi xin cảm ơn các bạn. Và sang năm 2019 thì tôi sẽ có nhiều điều thay đổi trong blog của mình. Và cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp các bạn tại Hà Nội. Và bây giờ tôi sẽ đi về. Cũng xin lỗi các bạn luôn nha, tại vì blog này nó gấp gáp quá. Thì 24 tiếng thì tôi chỉ quay những đường kiểu đó thôi. Thì sau này hoặc là có thể trong vòng tháng 1 thì tôi có thể quay lại Mỹ một lần nữa. Và hy vọng lúc đó tôi sẽ nhiều thời gian hơn để gặp anh em và quay những blog mà các bạn mong muốn như là ngày xưa. Và bây giờ chúng ta trở lại Hà Nội và trở lại những blog tại Việt Nam. Peace.